Hello, xin chào anh em. Các anh em mà hay đi công trình á, mình làm việc với thời gian lâu dài á, cảm thấy mệt mỏi thì mình cần phải có cái gì đó để mà mình thư giãn. Thì thứ mà quan trọng nhất đó là tinh thần của mình. Thì mình cảm giác như thoải mái, thư giãn thì mình có thể được làm việc lâu dài được mà cảm thấy không có mệt mỏi nữa nha. Thì bây giờ nắm được cái ý đó của mình á, thì công ty The Watt đã ra một cái sản phẩm, đó là cái loa Bluetooth The Watt. Thì cái này rất anh em mình rất là cần nha, khi mà mình đi làm việc đồ kia đó thì mình có thể mang theo, tại vì thiết kế của này rất là nhỏ gọn, anh em có thể mang theo bên mình, kết nối với lại Bluetooth điện thoại của mình để mà anh em mình có thể nghe nhạc, những cái nhạc loại nhạc nào mà anh em thích nhất, đam mê nhất. Ví dụ như có những anh em là sẽ thích nghe nhạc giọng cổ của Vũ Linh hoặc là Minh Dương đồ kia, còn anh em nào mình trẻ hơn mà thích nghe nhạc sàn, nhạc vũ trường đồ kia hoặc là nhạc trẻ của mình đó, thì cái loa này sẽ đáp ứng được cho mình nha. Rồi về thiết kế tổng quan thì đây là cái loa Bluetooth của thương hiệu The Watt, có mã là DCR009. Loa này về thiết kế nhìn tổng quan bên ngoài đó thì nó vẫn hai màu chủ đạo, đó là màu đen và màu vàng đặc trưng của thương hiệu của The Watt của mình ha. Rồi đây cho các anh em nhìn gần hơn nha, để thấy rõ được cái loa Bluetooth của mình nha. Rồi cái loa Bluetooth của mình á, về bên ngoài á thì sẽ được bọc rất là nhiều cái cao su để mà hạn chế chống va đập đồ kia cho mình. Về kích thước thì cái đường kính của cái loa tròn ở đây đó thì mình đo chỉ có khoảng là 53 cm thôi, còn chiều cao ở đây nó cũng đâu đó cũng cỡ đó, khoảng 60 mấy cm đó, cho nên đó là mình có thể rất là thiết kế rất là nhỏ gọn để anh em mình có thể bỏ vô túi đồ nghề của mình. Rồi với bên hông đây á, nó có một cái dây ở đây là để cho anh em mình có thể treo móc ở công trường của mình, mà cái dây này rất là chắc chắn nha, mình đánh giá rất là tốt nha. Khi mình treo móc lên á thì mình có thể mang được bất cứ đi đâu ở trong cái công trình của mình. Rồi mình đánh giá cao cái phần dây ở đây nè, khi mà mình mở đây ra thì cái phần ngàm ở đây nè, mình có một cái ngàm giữ rất là hay các bạn ạ. Đây anh em mình thấy cái ngàm răng này không? Đó, nó sẽ bấu cái dây của mình, cho nên mình không có sợ bị chuyện là bị cái loa này nó rớt nha. Đây cái dây nè ha, anh em nhìn thấy cái dây ha, chắc chắn ha. Rồi ở đây có một cái thương hiệu The Watt của mình luôn, là dây jean của hãng của mình luôn. Rồi về thông số của cái loa này á, thì loa này sử dụng pin lithium ở trong này thì nó sẽ là 5V và 1,7A. Về mình sạc á, thì mình sạc á, thì là sạc 2 tiếng là đầy pin thôi anh em. Mình trong 2 tiếng đó mình sạc đầy pin thì mình sẽ có thể xài liên tục được 8 tiếng đồng hồ với cái mức độ loa âm thanh đó là maximum 100%, và mình có thể xài là lâu hơn với mức độ loa của mình đó là chỉ 50%, mình sẽ xài được 16 tiếng đồng hồ, cho nên là anh em mình có thể yên tâm về cái thời gian sử dụng cái loa này nha. Xài rất là lâu dài, mình nghe cả ngày trời cũng không hết, thậm chí là mình nghe 2 ngày trời mới một lần sạc cái loa này. Rồi khi mà mình đây là giao diện phía trước của cái loa của mình, thì gồm có nút nguồn, nút kết nối Bluetooth và nút chuyển bài và tăng âm lượng và giảm âm lượng ở đây. Và đặc biệt cái loa này á, mình sẽ dùng sạc Type-C nha anh em, sạc Type-C. Đây anh em coi đi, rất là tốt ha. Rồi đi kèm theo cái loa này đó sẽ cho mình một cái dây sạc của chính hãng The Watt luôn. Dây này mình đánh giá rất là cao, tại vì dây này là dây rất là tốt nha anh em. Mình mua đâu đó trên thị trường á là khoảng 200.000 hơn đó anh. Đây dây rất là đẹp đó, anh em được tặng kèm luôn cái loa này nha. Rồi về cái loa này nó có đặc điểm hay của mình là có khả năng chống bụi, chống va đập và chống nước. Tiêu chuẩn chống nước của cái loa The Watt này đó là IP67. Đây là cái tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ chống nước cho tất cả các thiết bị điện tử của mình. Rồi bây giờ mình sẽ test cái loa này, cái âm thanh này cho các anh em nghe thử nha. Đây là mức độ 100% âm lượng của mình rồi đó nha anh em. Rồi cái hay của này của mình là khi mà mình thao tác ở trên cái loa này thì cái âm lượng và cái chuyển bài trên điện thoại cũng sẽ tương tác theo, và ngược lại khi mà mình tương tác với lại trên điện thoại này thì sẽ là tăng giảm âm lượng cho cái loa này luôn. Và mình thấy rất là hay một cái điều này đó là cái loa này là có khả năng kết nối được trái phải nha anh em, trái phải luôn, có nghĩa là một
cái điện thoại mình sẽ nghe được hai loa cùng lúc, bên trái và bên phải của mình luôn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em mình để mà có thể kết nối được cái loa này như thế nào nha. Rồi, trước tiên là mình phải tắt cái Bluetooth trên điện thoại của mình nha anh em. Rồi, và mình đồng thời mình mở nguồn của hai cái loa này lên luôn. Rồi, và cái này là quan trọng nè, anh em mình đồng thời giữ cùng lúc hai ấn 3 giây vào cái nút Bluetooth này nha. Giờ mình đã kết nối được hai cái loa này rồi. Nó báo left và right, tức nghĩa là hai cái loa này đang ở trạng thái sẵn sàng để cho mình kết nối âm thanh với cùng một cái điện thoại của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc cho anh em nghe thử. Đấy. Thì khi mình đưa xa như thế này, đó là âm thanh nó tạo ra cái hiệu ứng rất là tốt. Đó. Rồi, cái hay của này á là mình có thể tách rời hai cái loa này ra được với phạm vi á là từ 6 đến 15 mét. Nó vẫn có thể nhận diện được cái Bluetooth của mình nha anh em. Cho nên là cùng một cái âm thanh như thế này, cùng với một cái thiết bị điện thoại như thế này của mình, nhưng mà mình vẫn có thể nghe được cùng một cái nội dung ở hai nơi khác nhau. Rồi, hiện giờ thì cái loa này DWATT DCR009 đã có mặt tại store làm mập của mình với địa chỉ đó là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11. Và anh em đến địa chỉ 234 Bình Thới để có thể tận tay trải nghiệm được cái âm thanh của cái loa này và khám phá được những cái điều hay nhất và mới mẻ nhất của cái loa này nha. Rồi, ngoài ra anh em có thể mua được trực tiếp ở trên trang website của công ty chính thức của mình, đó là storelamop.vn. Khi anh em mua bên cửa hàng của mình thì sẽ có được những cái ưu đãi. Thứ nhất đó là anh em mình sẽ áp dụng được chương trình tích lũy điểm của mình. Thì cái điểm đó của mình sẽ dùng để cho có thể trừ điểm được cho những cái đơn hàng mua lần sau của mình. Thanh toán với các phương thức thanh toán rất là đa dạng. Mình có thể chuyển khoản, cà thẻ tín dụng. Và đặc biệt nhất đó là có chương trình trả góp 3 kỳ không lãi suất. Mình là Phương, xin chào các anh em và hẹn gặp lại trong các video đánh giá các sản phẩm tiếp theo. Xin chào.